Mô hình trồng thử nghiệm được Hội Nông dân Thị trấn Di Linh tiến hành từ đầu tháng 5 năm 2021 sau khi học hỏi các mô hình tại Đà Tẻ. Địa điểm triển khai là diện tích lúa tại thôn Camin, Thị trấn Di Linh với 2 hectare. Mô hình trồng thử nghiệm được tiến hành theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học hữu cơ để sản xuất. Theo đánh giá của các nông hộ, giống lúa này rất phù hợp với điều kiện thổ dưỡng và khí hậu của địa phương. Tỷ lệ nảy mầm cao đạt trên 94,3% lúa phát triển khỏe và để nhánh tập trung. Để triển khai trồng thử nghiệm mô hình này, Hội Nông Dân Thị Trấn hỗ trợ cho bà con nhân dân về kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ 70% giống lúa và phân bón với tổng kinh phí gần 11 triệu đồng trên 2 hecta trồng thử nghiệm giống lúa ST25. Với giá lúa và ưu điểm từ gạo ST25, hứa hẹn cho những nông dân đã và đang sản xuất lúa ST25 theo mô hình này có nguồn thu nhập khá và tiến lên làm giàu.